Hôm nay chị sẽ hướng dẫn mọi người hạch toán và prepare P&L và SOP cho một cái công ty khác ở trong list 6 bài mà chị đã gửi cho mọi người. Tên cái công ty đấy là MDHS. Đây ạ. Nếu như mọi người, nếu như bạn nào đã đọc rồi thì sẽ thấy là cái bài này nó khá là, chị đánh giá là khó đấy ạ. Không hề đơn giản đâu. Bởi vì là những cái giao dịch mà liên quan đến cái bài này, những cái nội dung mà trong cái phần notes ở phía dưới ấy, ở đây bài này nó có tới 8 cái notes, nhưng mà chị thấy là 9, 10 notes. Nhưng mà đánh giá theo quan điểm của chị thì nó là những cái notes mà nó khá là nhiều các cái vấn đề mà mình phải xử lý trước khi mình lên được các cái bút toán, hoặc là các cái journal entry, hay là trước khi mình có thể điều chỉnh adjust vào trong cái trial balance, initial trial balance của mình. Được chưa nào? Thế thì chúng ta vẫn như là nguyên tắc là chúng ta sẽ đọc cái trial balance trước. Thì trong trường hợp bài này, mọi người nhìn thấy cái năm tài chính, chúng ta phải xác định được năm tài chính đúng không nào? Năm tài chính là 30 tháng 9 năm X năm. Như vậy là cái ngày đầu kỳ của mình sẽ là mùng 1 tháng 10 năm X4 đến 30 tháng 9 năm X năm. Thế thì trial balance người ta cũng chia cột nợ cột có rồi, và vì vậy chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn. Ở đây chúng ta có inventory này, tại thời ngày đầu kỳ này, chúng ta sẽ có land and buildings, và người ta đã cho chúng ta cái value của land là 75.000 pound. Ngoài ra có plant and equipment, intangible assets, development cost. Ngoài ra thì chị sẽ không có vấn đề gì. Ordinary share capital 1 pound share, có nghĩa là cái par value của share của MDHS là 1 pound, được chưa ạ? Chúng ta có cái note sau is available and may result in adjustment being needed. Thứ nhất này, mình sẽ đi từng cái note một, chị sẽ phân tích từng cái note một, sau đó chị sẽ prepare các cái working mà chúng ta cần thiết để trước khi chúng ta lên được cái report của chúng ta. Nào, bao giờ cũng là depreciation trước này. Depreciation on buildings has not yet been provided for. Tức là trong cái số accumulated depreciation ở trên trial balance của chúng ta ấy, cái số depreciation expense của cái năm 2025 là chưa được tính vào. Building thì là depreciate 2% per annum of shared life basics, no residual value. Depreciation on building is included in admin expense. Nhưng mà nhìn này, depreciation for the year 30 September 2005 has been already provided on plant and equipment. Như vậy trong cái số accumulated depreciation của land and equipment, đẹp, thì là đã có cái depreciation expense của năm 2005 rồi. Được chưa ạ? Nhớ cái phần này chúng ta sẽ tính, lát nữa chúng ta sẽ tính. Nếu chưa tính thì chúng ta phải tính, còn nếu tính rồi thì chúng ta không tính thêm nữa. Cái nốt số 2. No entries has been made in relation to equipment shown 15,000 to another company GB. MD delivery the equipment and related invoice to GB on 30 September 2005. Như vậy vào cái ngày cuối năm tài chính, tức là 30 tháng 9 năm X năm, thì MD mới gửi cái hàng bán đấy và cùng với invoice to GB. But payment for non-current assets was not received until October 2005. Sang đến tháng 10 chúng ta mới nhận được cái gì ạ? Nhận được khoản thanh toán từ GB cho MD. Và chúng ta nhớ này, ngay từ đầu này, no entry has been made, tức là chưa, chúng ta chưa record bất kỳ cái gì cả. Tiếp theo, người ta cho thêm thông tin về cái tài sản bị disposal này. Original cost là 40,000 và MD purchase it on 1st October 2003. Chúng ta sẽ phải tính được cái gì trong trong nghiệp vụ liên quan đến disposal ạ? Trong nghiệp vụ mà liên quan đến disposal, và lớp còn nhớ không ạ? Ở cái phần non-current assets. Disposal, non-current assets. Chúng ta sẽ phải gì ạ? So sánh. Compare cái gì ạ?
caring value hay là caring amount của assess this role với cái gì ạ? Disposal proceed. Được chưa? Chúng ta sẽ phải so sánh cái giá trị còn lại của cái tài sản đem bán với lại cái số tiền mà chúng ta nhận được từ bên mua, disposal proceed. Nếu bạn nào mà chưa rõ về cái phần này thì xem lại các cái video mà chị đã từng gửi cho lớp để đảm bảo là trong các cái nghiệp vụ này chúng ta không bị miss thông tin ở bất kỳ đâu. Nào, ngoài ra người ta còn nói thêm là cái gì ạ? Depreciation on plant and equipment is just on straight line basic là 25%. Được chưa? Ở đây người ta cũng ghi thêm này, nếu mà trong trường hợp có profit on disposal thì được shown ở trên other operating income. Nếu mà cái nghiệp vụ disposal đấy mà bị loss thì sẽ được ghi nhận ở trên admin expense. Thì trong đến đoạn này chúng ta chưa hề biết được là loss hay là profit, đúng không nào? Thế thì tạm thời chúng ta chưa biết là chúng ta sẽ ghi vào other operating income hay là chúng ta ghi vào administrative expense. Nghiệp vụ số 3, closing inventory has been calculated for 118. Nào, ở cái straw balance của chúng ta mới có inventory đầu kỳ thôi. Inventory cuối kỳ chúng ta chưa biết. Và đây bài đề bài người ta cho thêm cái dữ liệu là inventory cuối kỳ là 118.000 pound. All closing inventory is included at cost apart from 1,000 kg of raw materials, which is value based on warehouse manager estimate of 2 pound per kg. Nào, tất cả hàng tồn kho vào thời điểm cuối kỳ thì đều được value at cost. Nhưng ngoài ra có 1.000 cân của nguyên vật liệu là được value theo cái quan điểm của warehouse manager là 2 đô per kg. Nhưng the cost per kg of material or the related purchase invoice was 1.5. Nào, trong trường hợp này chúng ta sẽ phải write down cái giá trị của 1.000 cân raw material này xuống cái recoverable amount là 1.5. Đúng chưa? Mà inventory của chúng ta là closing balance inventory là bao nhiêu ạ? Bằng 118. Nhưng chúng ta sẽ phải adjustment to recoverable amount cho gì ạ? For 1,000 kg. Nào, trong cái 118.000 này bao gồm 1.000 cân được value với cái value là 2 pounds per kg. Nhưng thực tế là nó chỉ là 1.000 cân và nhân với lại 1.5 thôi. Như vậy ở đây 1.000 nhân với 2 thì sẽ là bằng 2.000. Còn 1.5 nhân với 1.000 thì sẽ là 1.500. Như vậy cái value 2 pounds per kg sẽ bằng 2.000 trừ đi 1.500 và cái value đấy sẽ là 500. Chúng ta sẽ ghi giảm cái số inventory từ 118.000 xuống còn bao nhiêu đó, chỉ còn lấy 118 trừ đi 500. Thì đấy là nốt số 3. Được chưa? Tiếp theo chúng ta đọc tiếp để đạt nốt số 4. Andy PLC received a telephone bill for £600 on 1st November 2005, covering the period from 1st August 2005 to 30 October. Telephone expense adjusted to administrative expense. Now, nốt số 4 này. Năm tài chính của chúng ta là từ 1 tháng 10 năm X4 đến 30 tháng 9 năm X5. Nhưng mà ở đây có một cái telephone bill 600 mà chúng ta nhận vào ngày 1 tháng 11 năm X5 là 600. 600 này cover cho cái period từ 1 tháng 8 năm X5 đến bao nhiêu ạ? Đến 30 tháng 10 năm X5. 1 tháng 8 đến 30 tháng 10, 8, 9, 10, 11, 12. Tháng 8, 9, tháng 10, 3 tháng đúng không ạ? 3 tháng.
600. Nhưng chúng ta phải biết được là cái năm tài chính của chúng ta đến 30 tháng 9 là hết. Như vậy thì chúng ta chỉ hạch toán có mấy tháng thôi ạ? Chúng ta hạch toán 2 tháng thôi. Nhân 2 chia 3, tức là 400. Chúng ta đưa vào admin expense. Còn 200 còn lại thì chúng ta là gì ạ? Prepayment. Được chưa? Đấy là nốt số 4. Nốt số 5. Nốt số 5 là 30 tháng 9 là expired an old customer balance 1700 which is disputes. Có một cái khách hàng cũ là rơi vào cái tình trạng là bị tranh chấp. It's uncertain whether the balance will be covered and the result management of MT had decided to provide it for the full amount. Tức là có một cái thằng khách hàng có đang nợ mình 1.700 nhưng mà đang bị rơi vào trường hợp là tranh cãi. Thế thì ban quản trị, ban giám đốc của MD là quyết định làm sao write off cái khoản này, provide in full amount 700. Thế thì cái này thì một lát nữa nó chỉ trả cái chi phí gì thì một lát nữa chị sẽ làm booking luôn. This debt is not related to the debt of 3,000 which is currently provided for in the draw balance. This provision should be included in other operating expense. Và cái 1.700 nó sẽ không liên quan gì đến cái 3.000 đã được provide ở trên allowance for receivable ở trên draw balance. Được, cái 1.700 này không liên quan gì đến cái 3.000. Đến mục số 6. 30 September 2004, a receivable allowance provision was made for the debt 3,000 owed by customer in financial difficulties. The amounts were subsequently received in August 2005. But an error was made when accounting for the cash received when it was received, a record as cash sale. Nào, vào ngày 30 tháng 9 năm X4, tức là cuối năm tài chính năm ngoái, thì có một khoản allowance receivable là được provided. Tức là lúc này chúng ta dự phòng một khoản phải thu có đó là 3.000. Nhưng mà đến năm tháng 8 năm X5 thì chúng ta lại nhận được tiền cho cái khoản này. Khi nhận được tiền thì lẽ ra nghiệp vụ là A, nhưng mà cái đó lại ghi nhầm nghiệp vụ thành B. Tức là khi chúng ta nhận tiền thì chúng ta debit là cái gì ạ? Debit cash và credit receivable. Thế nhưng mà ở đây cái đó lại ghi nhầm là một nghiệp vụ là cash sale. Cash sale thì có phải là chúng ta sẽ ghi nhận được gì ạ? Cash sale thì chúng ta được ghi nhận nhầm là debit gì ạ? Cash, credit gì ạ? Credit sale. Nào, cái nghiệp vụ này là bao nhiêu tiền? 3.000 đúng không ạ? 3.000. Nốt 6. Họ đã ghi nhầm như thế này. Còn thực tế đúng thì phải là gì ạ? Debit cash, credit AR, 3.000. Như vậy thì cash, cái nghĩa vụ debit chúng ta ghi đúng rồi. Bây giờ credit thì chúng ta đang bị overstated sale, nhưng chúng ta lại bị understated AR. Vì vậy khi mà chúng ta lên cái SOP của chúng ta balance sheet, chúng ta nhớ adjust cho cái khoản nốt 6. Nốt 7. The bank loan was received on 30 September 2004. Is repayable in four equal installments. Tức là có một khoản bank loan bắt đầu nhận từ 30 tháng 9 năm X4 là cuối năm trước và đầu năm sau và sẽ được trả thành 4 lần. Nào, ở đây chúng ta phải nhớ này, xem ở trên draw balance chúng ta có khoản bank loan nào không ạ? 200.000. Cuối năm trước và đầu năm sau, cái ngày mà chúng ta nhận bắt đầu vay cái khoản loan này là 30 tháng 9 năm X4 thì nó chính là 11 tháng 10 năm X5. Đầu năm tài chính của mình đúng không ạ? Vì là cuối năm tài chính của mình là 30 tháng 9 năm X5. Và cái 200.000 này sẽ pay mình in 4 installment. Tức là thanh toán thành 4 lần. Và 4 equal và 4 lần thì bằng nhau, như vậy cứ lần 1 thì là 50.000.
lần 2 50.000, lần 3 50.000, lần 4 50.000. Và nhớ ở đây này, cái lần 1 mình sẽ thanh toán là 4 lần, như vậy là 4 năm đúng không ạ? 4 năm thì mình sẽ thanh toán hết. Thì cái lần đầu tiên mình sẽ thanh toán vào thời điểm 30 tháng 9 năm X5. Được chưa? Vậy thì trong 200.000 này của chúng ta, bank loan này, có 50.000 sẽ được ghi vào current liability, vì là 4 lần thanh toán bằng nhau, như vậy lần nhất sẽ là cuối năm nay đúng không ạ? Cuối năm nay thì nó là current liability, dưới 12 tháng rồi chúng ta sẽ classify là current liability. Còn lại 3 lần kia thanh toán vào những năm sau nhiều hơn 12 tháng, như vậy nó sẽ là non-current liabilities. Thì cái này chúng ta sẽ phải phân biệt được, để chúng ta khi lên cái SOP chúng ta chia current liability và non-current liability cho đúng nhé. Nghiệp vụ, và người ta còn có cái tính chi phí nữa, interest is just as a fixed rate 7.5% per annum, cái này thì dễ rồi. 200.000 nhân với 7.5% một năm. Được chưa? Tiếp. Nốt số 8. Development cost. Chúng ta nhớ trên cho 3 lần những khoản development cost đi. Development cost đây, intangible assets development cost. Development cost recorded as an intangible assets were all incurred during the year ended 31st September 2005 and all related to the development of proposed new product. However, the management at MD decided the launch of product would not go ahead after market research showed it was unlikely to be profitable. Như vậy thì nếu trong trường hợp cái development cost này không đủ tiêu chuẩn, không meet được cái criteria để trở thành intangible assets, thì lúc này chúng ta sẽ phải expense off luôn toàn bộ các chi phí liên quan đến development cost. Nào có nhớ research and development cost không ạ? Research chúng ta tự động auto chúng ta ghi nhận như là một expense. Còn development cost nếu đủ điều kiện để ghi nhận là tài sản vô hình thì chúng ta sẽ capitalize, chúng ta sẽ vốn hóa cái chi phí development cost như là một khoản intangible assets. Tuy nhiên ở bài này các cái điều kiện đi sau là product would not go ahead after market research và it is unlikely to be profitable, không đủ điều kiện để trở thành intangible assets, và vì vậy cái phần development cost này của chúng ta cũng làm sao cũng expand luôn, đưa vào cái administrative expense toàn bộ 11.000. Số 9. Sale for the year 30 September include deposits from customer totaling 15,000. This deposit relate to the product which are currently being manufactured and will not be delivered until December 2005. Now trong cái revenue recognition, chị đã từng nói là nếu trong trường hợp mà cái control của goods or service phải được transfer sang customer thì lúc đấy cái revenue của chúng ta mới được recognize. Trong trường hợp bài này, năm kết thúc tài chính là 30 tháng 9 năm X5, nhưng đến tháng 12 năm X5 hàng mới được giao cho người mua. Và vì vậy cái việc control của cái goods này, cái product này vẫn thuộc NDFS. Cho nên là cái 15.000 mà nằm ở trong sale như một khoản deposit ấy, chúng ta sẽ phải trừ đi ra khỏi cái khoản và đi ra khỏi cái amount of sale ở trên trial balance. Được chưa? No income tax is expected to be payable for the year 30 September. Nào trong trường hợp này không có cái chi phí thuế nào phải provided cả. Bây giờ chị sẽ đi lên các cái booking. Nhưng trước khi booking, chị sẽ nói lại cái phần cái nốt số 2. Cái nốt số 2 của chúng ta liên quan đến non-disclosure. Đây, chúng ta xem lại nốt số 2 nhé. Nốt số 2 là disposal of non-current assets. Chúng ta có chi phí giá vốn là cost. Cost là bao nhiêu? 40.000. Mua vào thời điểm là 1 tháng 10 năm X3. Đến 1 tháng 10 năm X4 là 1 năm đúng không ạ? Và
Plan and equipment are just on trade life basic là 25%. Như vậy cái chi phí khấu hao đã tính accumulated depreciation là bao nhiêu ạ? 40 phần 40.000 mà nhân với lại 5% là 10.000. Đúng không nào? Nó là còn 30.000 carrying value. Chứ chúng ta bán là bán vào ngày 30 tháng 9. 30 tháng 9 năm X năm, như vậy chúng ta phải tính cái này là cái năm tài chính là 11 tháng 10 năm X 3 đến 30 tháng 9 năm X 4. Nhưng chúng ta bán thì chúng ta lại bán vào thời điểm là 30 tháng 9 năm X 5. Thì có phải chúng ta phải tính thêm một năm khấu hao nữa phải không ạ? Thì nó còn lại là 20.000. Carrying value tại 30 tháng 9 năm X 5 tại thời điểm chúng ta discount. Carrying value còn 20.000. Mà chúng ta bán được bao nhiêu ạ? Disposal proceed. Nào, có phải là chúng ta sẽ có phát sinh lỗ hay lãi ạ? Loss on disposal 5.000. Và cái này theo đề bài thì người ta sẽ trả ở đâu ạ? Administrative expense. Và nhớ 40.000 cost này và 20.000 accumulated depreciation này chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ trừ vào cái phần working liên quan đến PPE. Chúng ta phải ghi giảm cái accumulated depreciation và chúng ta phải ghi giảm giá vốn của cái hàng mà chúng ta đã thanh lý. Chúng ta còn nhớ cái disposal account không ạ? Nào, debit disposal account credit cost. Trường hợp chúng ta eliminate cost. Nghĩa vụ thứ hai là debit accumulated depreciation credit disposal account. Được chưa? Và nghĩa vụ thứ ba là debit cash credit disposal account. Cái này liên quan đến cash và disposal receipt. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tính toán xem là chúng ta lãi hay là chúng ta lỗ. Trong trường hợp này chúng ta make loss. Loss from this unit. Được chưa? Thì đấy là cái nghiệp số 2 mà chúng ta phải chú ý. Ngoài ra thì chị nghĩ là không có vấn đề gì. Bây giờ chị sẽ làm các cái lớp tin liên quan đến bài này. Bài này chúng ta có khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6 lớp. Elevation of cost. Cost. Lớp 1. Bài này chị sẽ có khoảng chị sẽ để cùng cái phần liên quan đến as a receivable. Thứ nhất là admin cost. Thứ hai là distribution. Thứ ba là cost of sale. Nào, opening inventory. Opening inventory à, đề bài cho là 124.000. Chúng ta có PTB. PTB thì admin expense là admin là 234.000. Distribution cost chỉ là 78.200. Ngoài ra chúng ta có khoản purchase liên quan đến cost of sale là 1026300.
chứ nào. Chúng ta sẽ có depreciation. Cái này ở bước 2, lát nữa chị sẽ điền. Chúng ta có loss on disposal. Cái này ở nốt 2. Depreciation ở bước 1. Nốt với bước khác nhau nhé. Ta có loss là mấy nghìn ạ? 5.000 đúng không ạ? 5.000. Chúng ta thu được 15.000 trong khi carrying value còn lại 20.000, vậy chúng ta loss là 5.000. Ngoài ra chúng ta còn gì ạ? Telephone accrual. Telephone cũng chỉ là prepayment, nhưng không đúng ở đây là cái 600 này của chúng ta ấy. Ở nốt số 4, cái 600 này là chúng ta bị tiêu đâu, chúng ta chưa thanh toán. Cho nên là chúng ta phải làm gì? Mà chúng ta ngày 1 tháng 11, cái này mình nhận là 1. Receive a telephone bill for 600 on 1st November 2005. Tức là kết thúc năm tài chính rồi, chúng ta vẫn chưa nhận được hóa đơn liên quan đến telephone bill. Và vì vậy tại thời điểm 30 tháng 9 năm X năm thì kế toán sẽ phải accrue cho khoản chi phí liên quan của tháng 8 và tháng 9, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ phải debit expense và credit accrue 400. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta sẽ có khoản telephone accrual của chúng ta là 600 nhân 2 chia 3. Tức là mình chỉ accrue cho cái tháng là từ tháng 8 và tháng 9 thôi. Vì tháng 10 là của năm tài chính sau. Mình không check. Như vậy ở đây sẽ là 400. Chúng ta có khoản development cost. Và cái khoản development cost mà chúng ta write off đi ấy, vì nó không đủ điều kiện để capitalize ở nốt 8. 11.000. Vì nó không đủ điều kiện vốn hóa nên chúng ta write off đi như là một khoản expense. Ngoài ra chúng ta có closing inventory. Now closing inventory của chúng ta ở nốt 3. Nó là 118, nhưng chúng ta phải trừ đi cái phần mà chúng ta write off. Chúng ta trừ đi phần mà chúng ta write off lúc nãy chị